Thôi đến mấy cành này thôi, cái mấy này bỏ nè. Mấy này, mình vẫn để thôi. Nếu mà trồng tầm 10 mét thì đẹp, 9-10 mét thì đẹp. Con bệnh là cái đọt của nó mình nhìn mình biết là nó bị nấm hồng. Dạ, nấm hồng ở trên cành á. Tám rưỡi á. Ở bên nhà là mấy 4 năm mấy rồi, ở nhà là năm thứ 5 đó. Năm nay là nó có bông chưa hay là sao con? Năm vừa rồi nó có bông rồi nhưng mà mình không có làm bông, nó kiểu như mình tưới rụng sạch hết. Có cây ra cũng nhiều lắm. Khó là bông quá. Nói chung cây nào cũng phải làm đó, chứ mình tưới nước là cây nào cũng rụng, ri rồi nó cũng rụng hết. Cái tưới nhiều vô là nó rụng. Cái vườn này tổng thể là bao nhiêu gốc con? 330 gốc. Đi đâu kia? Nói chung sự chăm mà có cái là không biết thì làm giống như cái đám bên nhà đẹp như trong tâm vậy. Đám bên nhà là dạng làm đạt rồi đó nha. Bây giờ rồi nó rớt chỗ đó. Rồi đó cũng đi là cô đang tỉa cành. Đúng rồi. Đó, tỉa tới giờ luôn á, vô mùa nắng nó đâu đi mấy đâu. Mùa mưa hay tỉa, mưa nó tốt quá. Rồi bây giờ là vô mùa mưa mình mới tỉa lại. Mùa mưa khi nào cây nó già mình tỉa. Còn mùa mưa cây nó phát triển thôi. Mùa nắng là nó đi cơi nhưng mà nó ngắn, nó chậm, nó không có. Không có được nhiều. Cái vườn này hồi đã cô nói con là không có tưới cái bón cái nào bị ca đúng không? Hồi lúc nói chung là cái hồi cây nhỏ nhỏ này có ít bón lắm, nó không có bón luôn á, chỉ có lúc làm trái á. Dạ. Thì bón thôi chứ còn cái này không có dùng hóa học. Làm cá nè, rồi thỉnh thoảng bây giờ cũng tưới phân khô đó. Dạ. Cái chủ yếu là tưới thêm, tưới đậu nành rồi đó. Chứ còn không có bỏ NPK, quanh mấy năm rồi chưa bỏ NPK đó. Con thấy cái cục sạch quét quá, con thấy mùi ngon quét quá trời. Cục quét thì cái... nói chung là chịu nổi tiền hơn cái thịt quét thì ok, không chê đi đâu được. Cái da cây với lại cái lá nó đẹp lắm. Dạ. Thịt xong cái tuần lễ sau là nhìn là nó khác hẳn liền, lá nó bự ra mà nó mướt. Dạ. Cây thì nó răng ra hết. Cô bây giờ nếu mà vô mùa mưa thì mình cô có phòng ngừa nắm bệnh gì cho cây không? Có, chú cũng đổ gốc, chú thịt, chú tưới gốc. Mấy thằng lúc thì chi cô, lúc thì mấy cái thằng thuốc nấm á. Dạ. Mấy tháng chú lại tưới gốc một lần. Dạ. Thì mình vẫn xài cái thuốc nấm rồi thêm cái chi cô đổ gốc. Rồi mình có phun trên thân cành lá gì có, lâu lâu cũng phun á. Lâu lâu mình nhất là cái mùa, lần là vô mùa, cuối mùa mưa vô mùa nắng á. Là nó bị nấm hồng. Dạ. Nấm hồng ở trên cành á. Thành ra là cái lúc đó là phải xịt nấm hồng. Dù mình có bị xì mũ không con? Không thấy mấy. Không thấy đâu. Ừ, không thấy xì mũ mấy. Cái cây làm trái nó hay xì mũ, chứ cái cây mà nhỏ này hình như nó không bị phải. Hay là tại mình ngừa tốt đấy. Mình ngừa tốt với con. Cây nào cũng có hết. Đây nào cái thân nó này nè, con thấy nhìn đẹp mà. Thân là ít. Con thấy ít đấy. Đúng rồi, sầu riêng hay người ta thấy nó hay bị xì xì ở trên thân á. Mà ở nhà thì sầu riêng thái có nha. Con này thấy là đặc biệt không thấy nè. Không có thấy xì. Bóng luôn. Bóng nó đẹp. Mà là thịt cho nó được quét xong là ra cái da nó răng ra nhìn đã lắm. Không có bị... Nhưng mà cái phần quét có hàm lượng dinh dưỡng cao. Ừ. Xịt được, cho tốt. Nó vừa tốt cây mà nó không có bị nấm bệnh đó, cho nên là mình thấy nó xài ok. Cái này sao cắt đọt bao lâu rồi? Cái cây này chắc cắt này hồi lúc cỡ 2 năm cắt rồi đó. Cắt này cả năm rồi đó. Cũng tùy cây á. Cây thì cô cắt sớm, cây cô có một cái đủ nhắm canh đủ cành là cô cắt. Nhiều khi nó đi ngọn nhiều lại cắt lúc có 2 mét cắt cũng có, còn khi lên 3-4 mét nó cắt. Cái nhìn tán nó cân đối của mình cắt. Chắc khoảng 20 cành đó. Nhưng mà mình phải tính nè, 1 nè, 2 nè. Cô phải tính mấy cành này thôi, chứ mấy này bỏ nè. Mấy này mình vẫn để thôi. Mình, mấy cành này á, là năm tới nó làm trái là mấy cành này rất là đạt. Yeah. Nhưng mà nó không có tính được lâu dài. Lâu dài nó chỉ được cành này nè. Đó là lên đó khoảng 3 cành nữa là khoảng 6 cành chính nè. Là sau này nó còn nè. Còn mấy cái này là đi hết á. Mấy này ăn 1-2 năm là nó tự khô, nó không khô mình. Nói chung là cũng không... Nó chỉ còn lại mấy cành này thôi. Năm thứ 7, thứ 8 là chỉ còn mấy cành này thôi. Nó lên chín rồi thôi. Còn mấy này là nó tự ấy hết. Hồi cô trồng cái khoảng cách mật độ của nó là bao nhiêu mét? Cô trồng dày. Cô trồng 7 mét. Trồng kiểu ngủ 7 mét. Nhưng mà đúng ra thì trồng khoảng chừng... Nếu mà trồng á... Bây giờ mà bà con trồng á thì nó trồng khoảng 9 mét. Còn nếu mà đất mà
trồng thái là phải trồng khoảng 10 mét. Còn mà trồng 7 mét đây nó đụng nè. Nó chưa gì hết mà đã muốn đụng rồi đó. Có chỗ đụng rồi đó. Nếu mà cái này vô làm trái là đụng nè. Mà đụng thì không nên. Nói chung là nó, nếu mà trồng tầm 10 mét thì đẹp, 9-10 mét thì đẹp. Có người ta trồng 12 mét. Rất nhiều là trồng 12 mét. Còn mà trồng vậy là thấy thấy vậy thôi chứ 2 năm nữa là như bên nhà đó. Có nhiều chỗ nó chặt. Nhiều chỗ nó chặt lắm. Có chứ con mới phát chừng bữa, có mà chừng tháng mà nó vậy rồi đó chứ. Đây nay mai mưa là phát nữa đó. Chứ nói chứ giữ cỏ cũng giữ vừa, chứ giữ quá nó cũng vàng lá đó. Cái cỏ này nó cũng ăn khăn ác lắm. Tại vì phải phát đó. Cái này nguồn nước của mình lấy từ đâu con? Nó chỗ giếng mình, chỗ nhà, chỗ cái ổi đó. Khoan giếng luôn. Khoan giếng nhưng mà được cái giếng đó nước mình không? Bơm lên là không quên bơm để đã hai ngày hai đêm qua thấy nước chảy linh láng không thiếu. Nước thì thoải mái, nước thì mình chủ động hơn. Bơm lên cái bể đó, múc có ao rồi bơm lên bỏ bào bơm lên đó. Nhưng mấy cái đó là chặt đó. Cái đó là năm tới làm là 7 mét như vậy là chặt trồng được 9-10 mét là mấy chỗ nhỏ nhỏ thì đâu thì thấy còn được. Cái mấy chỗ mấy cây to to là dày, là nó đụng tán là dày lắm. Cái đợt này mùa nắng nhiều quá cô, cây cái hàng mùa thân kinh của mình nó có bị vàng lá không? Có đó, nó cũng hơi vàng đó. Mưa xuống nó đỡ rồi chứ hôm bữa nó cũng vàng. Nhưng mà vậy là cũng dạng đẹp rồi đó. Mùa xuân kinh vậy là xanh xanh này cũng đẹp rồi đó. Không thấy đẹp. Còn mà nắng mà nắng nữa là nó vàng nữa kìa. Dạ. Nắng cái mùa lúc chưa mưa là nó hơi vàng hơn chứ nó không được gì đâu. Nó giống đây này nè. Nó hơi vàng vàng vậy nè. Nó vàng mình tưởng nó bị bệnh ha. Không, nó vàng bệnh khác, vàng bệnh nhìn quen biết gì. Vàng bệnh là cái đọt của nó mình nhìn mình biết. Còn nó vàng mà cái đó nó bị nấm ấy, nấm nó đơm đông nó đúng rồi. Cái cây còn nhỏ là nó nắng nó vô gốc nhiều nên nó vàng, cái cây lớn là lại đỡ vàng hơn. Cô mới thấy mình để cỏ gì nó cũng có cái giữ ẩm đúng nè. Nói chung là để nhưng mà cũng không để cao quá được. Cái cỏ này á thì để được mà nó không có. Ừ. Cỏ này nó ăn phân lắm. Cỏ cái này cứt cỏ cứt lợn nè. Nhưng mà mình hồi xưa thì cứt cỏ thì nó lên được cái cỏ đó, còn giờ mình phát nó lên cỏ này dày lắm. Mà tôi thấy để cái cỏ này nó lên là tốt rồi cô. Nhưng mà ý là giờ cái mình phát là nó cứ lên thế này nó nhiều mình cũng phải phát đi. Chứ đâu có để được nhiều nó lại kiểu như nó lên làm nó không khó được cái. Cô như vậy thì bao lâu cũng phát cỏ? Nó tùy ấy, như mùa mưa này chắc cỡ 1.5 tháng phát á, còn mùa nắng thì như vừa rồi chắc cỡ 3 tháng. Ba tháng nó có lên đâu mà phát. Xong bắt đầu mưa cây cái là phát. Hồi đợt con đi mình đâu có phát, mình cỏ đợt đó cỏ ít. Đợt đó con đi hình như phát xong mới phát xong. Dạ. Sang năm là mình đã xiết nước làm lại gì còn làm bông gì không? Năm nay làm á, năm nay tháng mấy? Năm nay là tháng mấy con? Tháng 8, tháng 9 thì là. Tháng 8. Cái cây này mà nó đi hai đợt cơi nó muốn đụng nó. Tháng 8, tháng 10. Mình cũng để cho nó. Mình cũng để cho nó đi là ba cơi mình mới làm thôi cô. Nói chung tầm khoảng tháng 8 rồi đầu mình đãi lăng, tháng 8, tháng 9 mình đãi lăng được rồi. Cô cũng làm, cái cách mình làm bông cho thằng mũ sinh kinh này thì cũng y chang như mấy thằng kia cô. Để mình học thêm, tại mình chưa có kinh nghiệm thì mình không dám nói cái này mạnh. Tại thái đồ thì mình làm rồi, còn cũng ok đó, vừa rồi mưa quá nó mới rụng, vừa rồi mình làm cũng gọi là đạt rồi đó. Nhưng mà cái bự là nó cũng rụng, còn mũ sinh kinh này mình chưa làm rằng. Đang còn học hỏi thêm chắc cũng làm giống vậy đi rồi phải coi người ta có thêm kinh nghiệm thì con thấy ở một số vườn ở Đắk Lắk á thì hiện tại thì nó cũng đang đậu trái tròn to nè, cỡ nửa ký á. Nửa ký á. Con thấy nó đậu trái nhiều không? Con thấy nó đậu trái nhiều và con nói thì nó cũng đậu trái trung bình như hàng V6 với hàng Thái thôi. Thì họ cũng tỉa ra ngoài kia. Nói chung á là con thấy mấy vườn hiện tại mới trồng mua sen kinh thì đang thử nghiệm. Thấy ở miền Tây thì nó đậu đạt nhưng mà chắc họ làm cũng kỹ lắm á. Dạ. Thấy có mấy cây ở dưới miền Tây nó đậu đạt. Đang thử nghiệm.